em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi sẽ review cho anh em hai cái phụ kiện này hay ho và hơi mắc tiền một chút. Đầu tiên là cái Quick Mount này là có nhiệm vụ gì? Bởi vì là gắn scope ấy vào trong súng thì thường cái mount theo cái scope nó không ngon lắm. Thì anh em thường mua thêm cái Quick Mount này, nó có hai cái chốt này để tháo gỡ nó rất là nhanh. Đấy, ok, mình mở hộp cho anh em xem luôn. Đấy, đây là Quick Mount. Nó có hai cái chốt này. Hai cái chốt này giúp các bạn gắn vào cái thân súng này và sau đó gắn vào rất là nhanh và khi tháo ra nó cũng dễ. Còn nếu như những cái nguyên bản ấy thì thường nó sẽ phải sử dụng các cái ốc để vặn, nó sẽ mất thời gian. Đấy. Thế là anh em đầu tư thêm cái Quick Mount này là ngon này. Ừ, rất ok. Đây, chúng ta vặn có thể lắp cái scope ở đây. Đây là cái Quick Mount. Rồi, tiếp sẽ là tới cái scope của Personnel. Personnel là một hãng sản xuất scope cho Airsoft cũng khá nổi tiếng. Nhìn cái hộp các bạn đã thấy nó sự chuyên nghiệp rồi, đẹp rồi. Đấy, đây là cái scope mà mình hay gọi là scope đụt, tại vì nó ngắn ngắn tập này và nó không có cái phần 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 kính loe to mà nó trông như này. Đây là phần ngắm, cái hộp rất đẹp, logo chữ B. Đấy, dòng scope đụt này thì nắp được cho nhiều thứ lắm, ví dụ như là những cái cây của dòng AR M4 là hay nắp. Và bây giờ như kiểu những cái cây súng hiện đại của Nga, ví dụ như AK-12 hay AK-15 cũng đều nắp được. Chúng ta có cái giấy để nâu này, của một hãng có giấy chứng nhận của hãng viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng viết bằng tiếng Pháp và cả tiếng Anh. Và đây là cái mount, cái gắn scope. Đấy, thế tại sao mà mình đây là cái nguyên bản như thế này? Các bạn thấy không? Nó có hai cái ốc thế này vặn vào nhìn nó không được đẹp cho lắm. Thế nên phải mua một cái Quick Mount vào gắn vào nhìn trông rất hầm hố. Rồi, bây giờ để chúng ta hãy đến với cái scope của chúng ta. Dòng replica thì dòng này cây scope đụt dòng này là mình đánh giá là ngon nhất trong tầm giá dưới 5 triệu. Ừ. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta có hai cái che này. Đó là. Đấy. Trên đây có cái tem của Personnel. Ừ. Đây. Logo Personnel đây. Được mình nghĩ đây là được khắc laser, nhìn rất đẹp. Nước sơn thì ok rồi, nhìn chất lắm. Sơn này ok, logo Personnel. Ừ, logo Personnel. À, cái dòng scope đuột nó kiểu như này đấy, nó rất là gọn. Đấy, nắp và lên hình rất đẹp. Nổi tiếng nhất là trong phim John Wick, anh bạn John Wick của chúng ta sử dụng cây cái scope đuột để nắp cho cây AR-15 của anh ta. À, cái scope này thì ngoài ngoài ra chúng ta có thể red dot luôn. Các bạn bật cái red dot trong này để bật cái red dot lên, chỉnh chỉnh cái red dot, nó sẽ có cái điểm tâm màu đỏ ở đây. Hiện tại chưa có pin nên nó không nhìn rõ được red dot. Pin thì được nắp ở đây, pin thì các bạn tháo cái lục lăng này vặn ra và nắp pin vào. Đây được phần chỉnh trái phải. Khi các bạn mua một cái scope mới, các bạn lắp một cây súng và sau đó các bạn cố định cây súng của các bạn lại đằng sau có một cái bia, sau đó bạn ngắm cái tâm của cái red dot và đúng cái điểm tâm của cái bia kia, sau đó các bạn bắn. Khi đó mà thấy cái viên bạn đã lệch viên đạn ấy, nó lệch trái lệch phải bao nhiêu thì lúc đấy các bạn hãy chỉnh cái này, chỉnh các chế độ như right,
trái phải lên xuống ở đây. Đấy, chỉnh trái phải lên xuống, sau đó các bạn lại bắn tiếp viên nữa, bắn tiếp viên nữa. Đến khi nào mà cái tâm của cái súng mà nó bắn đúng vào cái tâm của cái bia, có nghĩa là bạn đã chỉnh chuẩn cái scope rồi. Đấy, thì khi các bạn lắp cái quick mount vào cái súng, nó sẽ lắp kiểu như này. Đấy, lắp vào đây. Nhìn rất đẹp. Lắp thêm một cái súng nữa rất ok. Đấy, đây các bạn chỉnh zoom của ở phần trên này, các bạn chỉnh zoom cộng trừ, chỉnh zoom xa gần. Còn đây thì các bạn sẽ chỉnh cái này, đây thì các bạn chỉnh tâm đỏ ạ. Tâm đỏ ạ. Đấy, tâm đỏ trong đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái dấu cộng không? Camera chắc không lấy được. Nhìn chung đây là một cái con scope mà mình rất là thích vì độ hoàn thiện của nó, độ trong và cái tầm tầm mình gọi là cái góc nhìn ấy, có nghĩa là có, nếu các bạn các cái scope xịn ấy thì cái góc nhìn của nó các bạn kề mắt ở tầm này nó đều được. Nhưng nếu một vài cái scope mà nó không xịn lắm ấy thì các bạn phải kề đúng vào cái tầm của nó thì các bạn mới nhìn được, còn nếu không các bạn quá một tí là nó sẽ bị mờ. Đấy, nó không bị outlet. Đấy. Con này cái tầm nhìn của nó khá là rộng, đẹp, ngon. Ừ. Đây, nắp các bạn nắp kiểu này để nó còn lộ cái logo. Wow. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về cái cây cái scope của Personnel. Một cái scope nắp cho dòng Airsoft chơi rất là ngon này. Nhưng vấn đề nữa mình muốn chia sẻ là cái ống kính này các bạn phải mua thêm cái bảo vệ nữa, bảo vệ ở ngoài, chứ nếu không thì BB mà bắn vào nó sẽ bị vỡ ống kính. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh em. Cảm ơn anh em xem clip cho anh em.